Kẹo đậu phộng là một món ăn vặt mình thường bắt gặp trong các cái lễ Tết của Việt Nam. Thì cái món bánh mứt của Tết Việt Nam không thể thiếu món thèo lèo, cũng như vào những ngày rằm hoặc là đưa ông táo, 23 đưa ông táo, người ta sẽ cúng ông táo và cũng không thể thiếu thèo lèo. Người ta hay gọi thèo lèo cứt chuột đó các bạn. Thì đây là món kẹo thèo lèo, kẹo đậu phộng. Miếng kẹo đậu phộng ngon là một miếng kẹo đậu phộng làm ra phải giòn tan, cắn vào giòn tan và ăn trong miệng thì sẽ không bị dính răng, không có bị dính vào trong răng hết các bạn. Và nó sẽ rất là thơm giòn của đậu và thơm của mè cũng như là gừng ở bên trong và bơ nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món kẹo đậu phộng hay còn gọi là kẹo thèo lèo nha các bạn. Rồi mời các bạn hãy cùng bắt tay vào bếp và cùng làm món kẹo thèo lèo với mình ha. Mình sẽ đi rang đậu phộng. 500 g đậu phộng này mình sẽ chia làm hai chảo, hai lần để mình rang để cho nó giòn đều hơn, tại vì nếu mình làm một chảo thì nó dày quá, nó sẽ có hột chín hột không ha, nó không có đủ độ giòn. Mình sẽ chia ra làm hai chảo để mình chiên, mình rang. Mình rang cho nó vàng giòn thì kẹo đậu phộng nó mới giòn được ha các bạn. Đậu phộng này mình mua là cái loại nó đã lột sẵn vỏ rồi các bạn, ở trong chợ đại hàng nè. Nếu các bạn mua cái loại còn vỏ cũng được, các bạn rang các bạn sẽ lột vỏ sau, chà vỏ sau cũng được ha. Hoặc là mua cái loại rang sẵn, lột sẵn này mình rang cũng được, tùy ý các bạn ha. Bây giờ mình rang đậu xong rồi. 500 g đậu mình đã rang vàng ha các bạn. Rồi 50 g mè cũng đã rang sẵn. Bây giờ mình sẽ đi thắng kẹo nha. Thì thắng kẹo thì mình thắng tới đâu mình chỉ cái công thức tới đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng đường cát nè, 300 g đường cát ha. Mình bỏ vô chảo nè. Đây. Mình sẽ bắt cái chảo lên bếp nha các bạn. Cho vào trong chảo 1/3 cup nước. Đây là cái cup 1/3 ha các bạn. 1/3 cup nước. 300 g đường. Mình sẽ thắng cái đường này lên nha các bạn. Mình không có dùng đũa để quậy đâu nha các bạn. Mình sẽ can cái đường này ra cho nó mau tan. Rồi cứ như vậy mình sẽ để đó, mình lắc lắc cái chảo thôi chứ mình không có trộn nha các bạn. Nó sôi lên rồi mình sẽ lắc lắc cái chảo cho cái đường nó tan, tự tan ra. Đến khi nào nó tan ra thì mình tiếp tục ha. Bây giờ nè, các bạn thấy cái đường nó đã tan ra hết rồi. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh gừng. Gừng băm đó nha các bạn. Nếu mà các bạn ăn được cây nhiều, thích ăn ăn được gừng nhiều thì các bạn cho 4-5 muỗng. Nó sẽ rất là thơm và nó làm cho cái kẹo của mình nó được giòn hơn đó các bạn. Rồi mình cho vào 2 muỗng cà phê, nước cốt chanh. Nước cốt chanh để nó làm cho đường nó đừng cho đường nó đừng có bị lại đường các bạn. Kẹo mình không có bị lại đường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ canh cho cái đường khi nào nó chuyển sang màu thì màu vàng hay màu cánh gián thì mình sẽ thử đường nha các bạn, thử coi nó độ được cái độ đường nó được chưa rồi mình mới cho đậu vào ha. Mình cứ để vậy mình canh cho đến khi mà nó ra màu cánh ván, mình sẽ thử nhỏ vào trong nước các bạn. Các bạn nhớ là bây giờ để lửa dưới trung bình nha, lửa nhỏ mà cũng nhỏ vừa thôi để cho vẫn thấy đường còn sôi á. Bây giờ cái đường của mình nó đã chuyển qua màu cánh ván rồi các bạn thấy không. Mình sẽ lấy cái chén nước nha, mình sẽ thử, mình nhiễu thử nó vào trong cái nước này, nếu mà nó đóng cục tròn lại là được. Đó, nó xe lại cục tròn tròn đó các bạn thấy không? Đó, nó xe lại. Rồi mình lấy cái tay mình bóp lên thử. Mình thấy nó cứng á.
là được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ. Mình sẽ cho 20 gram bơ vào nha các bạn. Đây. Mình sẽ cho 20 gram bơ vào đây. Rồi các bạn có cái baking soda, các bạn sẽ cho vào trong này 1 phần tư muỗng baking soda nha các bạn. Để cho nó được giòn hơn và ăn nó sẽ không có bị dính răng, mắc răng á các bạn. Đó, mình cho vào đây 1 phần tư muỗng baking soda, 30 gram bơ. Rồi mình để cho nó sôi lại 1 phút nha các bạn, khoảng 1 phút rồi mình sẽ cho đậu từ từ vào. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào từ từ ha các bạn. Trộn đều lên. Cho từ từ đậu vào trộn cho nó thấm đều ha các bạn. Vẫn còn để lửa cho nó cái đầu đường nó sôi nha các bạn, để cho nó đừng có bị mềm cái đầu á. Có cái bơ này nó sẽ làm cho cái đậu phộng của mình rất là thơm bùi. Baking soda thì nó làm cho thêm giòn và ăn nó đỡ có bị mắc răng á các bạn. Rồi cái mè, cái 50 gram mè đó các bạn, mình sẽ cho vào trong đây 1 phần 3 nha các bạn. 1 phần 3. Còn 1 phần 3 mình sẽ cho dưới đáy và 1 phần 3 mình sẽ cho lên trên mặt. Rất là đơn giản và rất là dễ làm. Như vậy là mình đã có món thèo lèo. Món kẹo mè, kẹo đậu phộng hay là thèo lèo, kẹo thèo lèo cho ngày Tết ha các bạn. Rồi mình trộn cho nó đều lên hết đi rồi mình cho ra khuôn nha các bạn. Đây là mình đã chuẩn bị cái khuôn nha các bạn. Mình lấy mấy cái khuôn mình có sẵn ở nhà đó, mình cho cái giấy sáp hay cái giấy nướng bánh nha các bạn. Rồi mình sẽ rắc ít mè lên ha các bạn. Rồi mình cho kẹo lên nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ cái kẹo lên nè. Mình dàn cho nó đều ra ha các bạn. Lấy cái plastic hay là cái đeo cái bao tay bằng plastic thì mình sẽ ép nó xuống để cho nó bằng đều nha các bạn. Nó rất là mau khô. Nó nguội cái là nó khô cứng liền đó các bạn. Sẽ đeo cái bao tay này mình ép.
Như vậy là mình có được một đĩa kẹo đậu phộng rồi các bạn, làm rất là nhanh, trong vòng chưa đầy nửa tiếng là xong rồi. Rồi mình sẽ rắc cái mè này lên, cái mè cuối cùng là mình còn chừa lại các bạn, mình sẽ rắc lên trên mặt. Cái lượng mè nhiều hay là ít còn tùy, các bạn thích nhiều thì cho nhiều ha, có mè nhiều thì nó sẽ thơm hơn thôi. Mình để chừng 2 phút là mình lột ra, khi nó còn hơi ấm ấm mình lột nó ra mình cắt thì nó dễ hơn là mình để cho nó cứng nha các bạn, mình cắt theo cái khổ vừa ý của mình á. Rồi. Rồi mình để 2 phút rồi mình cắt nha các bạn. Kẹo mình để được 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình lột nó ra dễ dàng ha các bạn. Nó còn hơi ấm ấm nóng nóng nè. Lột ra để mình cắt nha các bạn. Mình lấy cái dao này mình cắt nè. Đó, mình sẽ cắt ra từng miếng dừa dừa ăn ha, giống như người ta bán ngoài chợ miếng kẹo thèo lèo nè. Mới đó mà nó cứng rồi các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn ghê ha. Chịu khó làm 30 tới 35 phút là mình có một sừng kẹo thèo lèo để ăn Tết nè. Mùa Covid này mình không có đi ra ngoài đường nhiều, mình tự mình làm mình ăn nha các bạn. Làm nhiều khi còn chất lượng hơn nữa. Ngon bổ rẻ. Vậy cái là có người thì ta để vô một cái hộp cất, hoặc là mình gói lại từng viên giống như mà ở trong tiệm bán, ăn viên nào lột viên đó cũng được luôn. Cứng nhắc thôi nè. Như vậy là mình đã hoàn tất một mâm, một đĩa kẹo thèo lèo hay gọi còn gọi là kẹo đậu phộng mè nha các bạn. Rất là ngon và hấp dẫn. Mình cũng có một pha một tách trà nóng thơm ngon sẽ ăn với lại kẹo thèo lèo. Mình sẽ ăn thử nha các bạn. Ở đây mình có một dĩa còn dư ra nè. Mình sẽ ăn thử một miếng kẹo này coi nó như thế nào. Mình cảm nhận là nó rất là giòn. Giòn, các bạn có thể nghe được tiếng giòn mình đang nhai ha. Giòn tan, không bị lại đường, giòn, khô ráo. Cũng như là có một cái vị thơm thơm nhẹ nhẹ của gừng. Rồi thơm thơm của bơ, béo béo, rất là ngon. Thơm của mè nữa các bạn. Làm rất là dễ, nhanh, gọn và lẹ. Ngon bổ rẻ đó các bạn.
Các bạn lên và cùng làm kẹo theo lèo cho cả nhà đình mình ăn thưởng thức ha các bạn. Ngon lắm. Nếu mà các bạn làm đúng theo cái công thức của mình á, mình nhắc lại là mình làm 500 g đậu phộng là nửa ký á các bạn. Thì sẽ cần có 50 g mè, 300 g đường, rồi 2 muỗng canh gừng. Gừng thì nếu mình thích thơm hơn thì mình cho thêm nhiều hơn, 3 muỗng canh, 4 muỗng canh, 5 muỗng canh tùy thích thích ha. Rồi mình có 1/4 muỗng baking soda, 2 muỗng nước cốt chanh. Đó, như vậy là mình rồi thêm 20 g bơ nữa. Như vậy là mình hoàn tất cái dĩa kẹo ngày hôm nay với những cái thành phần đó ha các bạn. Rồi ăn một miếng kẹo, uống một miếng nước trà nóng. Trong cái mùa lạnh như thế này mà ăn một miếng kẹo, uống một tách trà sau bữa cơm thì rất là tuyệt vời phải không các bạn? Rồi video của mình tới đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chúc các bạn có một cái Tết thật là vui, ấm cúng, hạnh phúc và nhất là nhiều sức khỏe trong năm mới này nha các bạn. Chúc các bạn làm ăn phát tài, phát lộc và luôn an bình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!